Cho tới nay, con người mới chỉ khám phá được 5% bí ẩn ở đại dương bao la. Những loài động vật kỳ lạ khiến chúng ta ngỡ ngàng là minh chứng tốt nhất về những điều bí ẩn của biển cả. Không chỉ có hình thù quái dị, những loài cá này còn vô cùng nguy hiểm với nọc độc cực mạnh, những bộ răng sắc lẹm hay khả năng hút máu kinh hoàng. Trong video phần 1 ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với 12 loài cá kỳ dị và đáng sợ của đại dương hiện tại. Lưu ý, video được mình trích dẫn từ nhiều nguồn nên sẽ không tránh được những sai sót. Các bạn có thông tin gì cần góp ý thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe và ủng hộ UltraShare rồi chúng ta cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 1. Cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ còn được gọi là cá heo đen lớn hay cá hổ kình, có danh pháp là Oxynus orca, là một loài cá voi có răng, là thành viên lớn nhất của họ cá heo đại dương. Đây là phân loài lớn nhất trong họ. Cá voi sát thủ sống tại các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp. Cá voi sát thủ linh hoạt, nhanh nhẹn và là một loài động vật ăn thịt thông minh. Với kích thước từ 6 đến 8 mét và nặng 6 tấn, một số có thể đạt đến kích thước gần 10 mét và nặng 10 tấn. Chúng linh hoạt, nhanh nhẹn với nhiều răng sắc nhọn. Nhờ thế, chúng có thể tấn công và ăn tươi nuốt sống bất kỳ loài động vật nào. Một số ăn cá, một số săn các loài thú biển như sư tử, hải cẩu, cá voi và cả loài cá mập trắng lớn cũng là nạn nhân của nó. Nhưng cũng có một số trường hợp nó hóa kiếp cho những sinh vật khác nhưng không phải vì muốn ăn. Nó là loài săn mồi đỉnh cao và không có kẻ thù tự nhiên xứng tầm, ngoại trừ con người. Cá voi sát thủ cũng xuất hiện nhiều trong thần thoại của các nền văn hóa bản địa và danh tiếng của chúng trong các nền văn hóa khác nhau dao động từ việc là linh hồn của con người đến những kẻ giết người tàn nhẫn. Số 2. Cá mập trắng lớn. Cá mập trắng lớn có danh pháp khoa học là Cacharodon cacharias, còn được biết đến với các tên gọi khác như mũi kim trắng, cá chết trắng và là công cụ để các nhà làm phim vắt sữa khi mang nó lên phim. Cá mập trắng được tìm thấy ở miền duyên hải trên khắp các đại dương. Được cho là một trong những loài cá ăn thịt lớn nhất thế giới còn tồn tại, chỉ xếp sau cá voi sát thủ về kích thước trung bình và là một trong những loài săn mồi chính của động vật có vú biển, chẳng hạn như hải cẩu và cá heo. Cá mập trắng lớn được miêu tả trong văn hóa đại chúng là loài ăn thịt người hung dữ, phần lớn là do cuốn tiểu thuyết Jaws của Peter Benchley và bộ phim truyền thể sau đó của Steven Spielberg, người cũng là đạo diễn của Jurassic Park 1993. Con người không phải là con mồi ưa thích, nhưng dù sao thì nó cũng là nguyên nhân gây ra số lượng lớn nhất các vụ cá mập tấn công người mà không có lý do, gây tử vong, được báo cáo và xác định. Tuy nhiên, các vụ tấn công này rất hiếm, thường xảy ra ít hơn 10 lần mỗi năm trên toàn cầu. Số 3. Cá mập yêu tinh. Cá mập yêu tinh có danh pháp khoa học là Missucorina austoni, là một loài cá mập biển sâu, loài còn sống duy nhất trong họ Missucorinidae, một dòng dõi có niên đại khoảng 125 triệu năm. Loài này được tìm thấy ở vùng biển sâu, rất sâu, nơi mà ánh nắng mặt trời khó có thể chạm tới. Chúng có thể được tìm thấy trên khắp thế giới, từ Úc ở Thái Bình Dương tới Vịnh Mexico ở Đại Tây Dương. Chúng được biết đến nhiều nhất là ở vùng biển quanh Nhật Bản, nơi mà các loài được phát hiện lần đầu tiên nhờ vào khoa học hiện đại. Cá mập yêu tinh không đáng sợ bằng kích thước, lực cắn hay bản năng săn mồi, mà là vì vẻ bề ngoài của nó. Đây có lẽ là loài khác biệt và kỳ dị nhất so với các loài cá mập khác bởi hình dạng xấu xí. Trong khi cái mũi khoằm dài hơn các loài cá mập khác, nó còn có một cái sừng dài hơn cả mõm giống. Ai thấy sợ nó chứ? Nhìn nó, tôi liền tưởng ngay tới con siêu thú của Gao Chúa trong Siêu Nhân Gao ấy. Ngoài ra, chúng có cơ thể chủ yếu là màu hồng, cùng với bộ hàm có khả năng co duỗi ra ngoài để đớp con mồi. Cá mập yêu tinh săn mồi bằng cách cảm nhận sự hiện diện của con mồi nhờ các bộ phận cảm ứng điện trên cái sừng hình bay và mõm, bởi môi trường sống của chúng là những nơi thiếu ánh sáng. Khi một con cá mập tìm thấy con mồi, nó đột ngột nhô hàm của nó ra, trong khi đó chúng sử dụng cơ lưỡi giống như để hút con mồi vào. Số 4. Cá đuối gai độc. Cá đuối gai độc là tên để chỉ các loài cá đuối có gai độc trong bộ Myliobatiformes, có danh pháp khoa học Dasiatis violacea, là loài cá đuối sống ở biển có gai có độc. Đây là sinh vật năng động nhất trong họ nhà cá đuối gai độc. Cá đuối gai độc sống lang thang trong các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cá có thân hình dẹt, có vẻ nhu mì,
ẻo lả gần giống hình tam giác, có một cái mõm tròn, mắt nằm trên đỉnh đầu. Thân mình con đực trưởng thành dài khoảng 0,8 mét, cân nặng khoảng 20 kg. Thức ăn chính của cá đuối gai độc là động vật thân mềm và cá nhỏ. Cái đuôi của cá đuối gai độc trông giống như cái roi và dài gần gấp 3 lần chiều dài thân mình. Những cái gai nguy hiểm đó chẳng khác nào những mũi dao có tẩm thuốc độc, có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, cá đuối gai độc bình thường hiếm khi tấn công người. Khi bị gai cá đâm, lập tức cảm thấy đau nhức dữ dội, nhiễm độc nặng, có thể gây sốt, dần dần dẫn đến liệt, hôn mê, ức chế hô hấp, sốc nhiễm độc. Thông thường, khi bị tấn công như dẫm đạp lên người, săn bắt, quay chụp ảnh gần sát cá, lập tức cá đuối sẽ phản xạ tự nhiên là dùng gai đuôi đâm vào đối phương để tự vệ. Có trường hợp nhà bảo tồn động vật hoang dã Steve Ivrin đã thiệt mạng vì cá đuối gai độc sau khi bị một con cá đuối gai độc tấn công trong lúc quay phim tài liệu. Hậu quả do độc tố gai đuôi cá đuối gây ra trên thế giới đã có nhiều. Trong 5 năm từ năm 1992 đến năm 1997, ở Colombia có hơn 2.000 trường hợp bị cá đuối tấn công, trong đó có 8 trường hợp tử vong. Thậm chí, dù đã chết, nhưng xác của chúng vẫn có thể gây nguy hiểm, phần gai độc của chúng vẫn có thể gây đau đớn nếu vô tình chạm phải. Vầy của cá đuối gai độc là một món ăn phổ biến và được ưa chuộng tại các nhà hàng ở Veracruz, Mexico. Số 5. Cá nhám đầu búa. Cá nhám búa vây đen hay cá mập đầu búa có tên khoa học Sphaena lewini là một loài cá nhám búa thuộc họ Sphaenidae. Được đặt tên theo hình dạng khác thường và đặc biệt của đầu chúng, dẹt và kéo dài theo chiều ngang. Mắt của cá mập nằm ở một trong hai đầu của cấu trúc hình chữ T này, với miệng nhỏ nằm bên dưới. Nó chủ yếu sống ở vùng nước ven biển ôn đới và nhiệt đới, giữa vĩ độ 46 Tây và 36 Đông, xuống tới độ sâu 500 mét. Loài cá này không thực sự nguy hiểm và thường không tấn công con người, nhưng với vẻ ngoài kỳ dị nên mình đã quyết định đưa vào danh sách này. Các loài cá đã biết có chiều dài từ 0,9 đến 6 mét và nặng khoảng hơn 500 kg. Một mẫu vật được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Florida năm 1906 nặng hơn 680 kg. Loài cá mập này ăn chủ yếu là cá như cá mòi, cá thu và cá trích và đôi khi thân mềm như mực và bạch tuộc. Mẫu vật lớn cũng có thể ăn các loài cá mập nhỏ hơn như cá mập vây đen. Tính đến năm 2008, cá nhám búa được xem là bị đe dọa toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy tại một phần của Đại Tây Dương, số lượng cá mập đầu búa đã giảm trên 95% trong 30 năm qua. Trong số các lý do sụt giảm này có đánh bắt quá mức và sự gia tăng nhu cầu đối với vì cá mập. Cá mập đầu búa là một loài cá thường bị lấy vây. Có một fact cho bạn nào chưa biết thì cá nhám đầu búa đã từng xuất hiện trong phim Đi tìm Nemo và Đi tìm Dory với tên là Anchor và trong phim Siêu nhân Gao với tên cá mập búa là cánh tay phải của Gao Hunter. Số 6. Cá mập Greenland. Cá mập Greenland có danh pháp khoa học là Somniosus microcephalus, còn có một cái tên khác trong ngôn ngữ của người Inuit là Equalusua. Cá mập Greenland là một loài săn mồi khổng lồ và là động vật có xương sống lâu nhất mà chúng ta biết. Nó có thể dài từ 2,4 đến 7 mét và sống gần 500 năm. Chúng thường sinh sống ở khu vực có độ sâu dưới 2.200 mét và trong vùng nước đóng băng của Bắc Đại Tây Dương, xung quanh Greenland và Iceland. Nhưng, bất chấp kích thước khổng lồ và tuổi thọ cao, người ta thực sự biết rất ít về loài cá mập này. Cá mập tiến hóa khoảng 450 triệu năm trước khi khủng long hay thậm chí là cây cối xuất hiện. Cá mập Greenland là một phần của họ cá mập cổ xưa, hơn 100 triệu năm tuổi. Họ này được gọi là Somniosidae, được đặt theo tên Somus là vị thần giấc ngủ của người La Mã. Mặc dù di chuyển chậm chạp, cá mập Greenland là một kẻ săn mồi đáng gờm, một kẻ săn mồi đỉnh cao dưới độ sâu của đại dương. Nó ăn nhiều loại con mồi, từ cá và hải cầu đến cá voi và thậm chí cả tuần lộc hoặc ngựa. Một con cá mập Greenland được giải phẫu đã cho thấy cả xác gấu Bắc Cực trong bụng của nó. Không rõ liệu cá mập Greenland săn và giết tất cả những con mồi này hay chỉ đơn giản là chúng ăn xác của các loài này khi rơi xuống đại dương. Cá mập Greenland dường như không ngại tấn công những sinh vật lớn. Có những quan sát cho thấy rằng cá mập Greenland săn được một con nai sừng tấm. Tuy nhiên, kích thước của con mồi này đã khiến nó suýt mắc nghẹn. Số 7. Cá mập Obegon. Cá mập Obegon hay còn gọi với cái tên là cá mập thảm, có danh pháp khoa học là Eucrosohimus dasypogon, một loài cá mập thuộc họ Orectolobidae. Cá mập thảm sở hữu thân hình khá to lớn theo dáng dẹt, màu sắc da lốm đốm và những cái râu xung quanh. Cá mập thảm có 5 khe mang, 2 vây lưng không có gai
và một cái miệng nhỏ, một số loài có râu. Cá mập thảm được mệnh danh là bậc thầy ngụy trang dưới đáy đại dương. Bằng cách lợi dụng tấm da lốm đốm màu sắc và râu ria giống như dòng biển, chúng giả làm san hô, ẩn thân trong lớp cát dưới đáy biển. Tuyệt chiêu của loài cá mập này là nằm yên dưới lớp cát. Khi con mồi lơ đễnh tiến đến đủ gần, chúng tấn công chớp nhoáng bằng cách mở miệng cực rộng, sau đó ngậm lại nhanh chóng, không để con mồi thoát thân. Hiện tại, cá mập thảm được xếp vào loài động vật ở mức gần nguy cấp. Số 8. Cá mặt tời. Cá mặt trăng hay cá mola có danh pháp cũ là Tetraodon mola, là một loài cá thuộc họ cá mặt trời trong bộ cá nóc. Loài cá này có hình dạng khá kỳ lạ. Nhìn tổng thể, chúng có thân hình bầu dục, tròn ở phía trước và dẹt về phía đuôi. Chiều dài thân có thể đạt từ 3,5 đến 5,5 mét. Đặc biệt, miệng của loài cá này rất nhỏ, mỗi hàm có hai răng dính vào nhau làm thành một cái mỏ. Với cái miệng đặc dị như vậy, nên chúng không thể nuốt mồi to mà chỉ chuyên ăn giáp xác nhỏ và các phiêu sinh vật khác. Một cá mặt trăng mẹ có thể đẻ tới 300 triệu trứng chỉ sau 3 tuần mang thai. Cá con khi nở ra chỉ nhỉnh hơn một hạt cát, nhỏ hơn cơ thể con mẹ tới 600 lần. Tuy vậy, cá con lại lớn rất nhanh. Chỉ sau 15 tháng sau khi trứng nở, chúng có thể tăng lên tới 373 kg. Lúc còn nhỏ, cá mặt trăng cũng như bao loài cá khác bơi rất khỏe theo đàn. Cho đến khi lớn, chúng càng trở nên lười biếng, chỉ sống một mình và thả cơ thể trôi lơ lửng theo dòng hải lưu đến khắp các đại dương. Số 9. Cá mập báo. Cá mập báo còn gọi là cá mập hoa, cá mập hồ, cá nhám hồ, tên khoa học là Galeocedo cuvier, là loài cá mập duy nhất thuộc chi cá mập chồn Galeocedo, họ cá mập mắt trắng Cachalinidae. Loài này được tìm thấy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ, từ tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ đến Mazatlan ở Mexico. Thường có chiều dài từ 1,2 đến 1,5 mét. Loài cá mập thân mảnh này có thể được nhận dạng ngay lập tức bằng hoa văn nổi bật gồm các vệt đen giống như yên ngựa và các đốm lớn trên lưng. Từ đó, chúng có tên gọi thông thường là cá mập báo. Những đàn cá mập báo lớn thường thấy ở các vịnh và cửa sông, bơi qua bãi cát hoặc bùn hoặc các khu vực rải rác đá gần các bãi tảo bẹ và rạn san hô. Chúng phổ biến nhất ở gần bờ biển trong vùng nước sâu dưới 4 mét. Thận trọng và nhanh chóng chạy trốn, cá mập báo hầu như không gây nguy hiểm cho con người. Có một ghi chép duy nhất từ năm 1955 về một con cá mập báo quấy rối một thợ lặn da bằng cách làm chảy máu mũi, mặc dù không có thương tích nào xảy ra. Cá mập báo sống cùng với sự phát triển của con người có thể tích tụ các chất ô nhiễm như thủy ngân, thuốc trừ sâu và polychlorinated bifenin trong cơ thể của chúng. Và Sở Cá và Động vật Hoang dã California cảnh báo không nên ăn chúng thường xuyên. Số 10. Cá nhạn đen. Cá nhạn đen có danh pháp khoa học là Chiat modonice, là một loài cá biển sâu thuộc họ Chiat modontidae, phân bố ở nhiều vùng biển thế giới, bao gồm các vùng biển nhiệt đới và ôn đới thuộc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cần lặn rất sâu nếu muốn quan sát một cá thể sống. Chúng thường hoạt động ở độ sâu khoảng từ 700m đến 3000m dưới biển, nơi ánh sáng mặt trời khó chạm tới. Nhằm đảm bảo không bỏ lỡ con mồi, cá nhạn đen phát triển một bộ hàm ấn tượng với cái bụng giống như quả bóng, cho phép chúng nuốt chừng những con mồi lớn hơn cả bản thân. Loài cá này chỉ dài 25cm, nhưng có thể nuốt những con cá dài hơn gấp đôi và nặng gấp 10 lần. Phần miệng rộng của chúng được trang bị những chiếc răng hữu hiệu, không chỉ ở hàm mà còn trong vòng miệng. Răng cửa hình móc và dịch chuyển được, nên dù có thể bị đẩy vào trong để tiếp nhận con mồi, răng cũng giúp ngăn con mồi chui ra. Chúng có thể và thực sự đã nuốt cả con cá lớn hơn bản thân. Một điều tưởng như bất khả thi, nhưng thực tế vẫn xảy ra. Số 11. Cá chiêm tinh khổng lồ. Cá sao khổng lồ có pháp danh khoa học Cathetostoma giganteum là loài cá biển thuộc họ cá sao Uranus copidae, được tìm thấy trên các thềm lục địa quanh New Zealand và là loài đặc hữu của khu vực đó. Chúng còn được gọi là mangfish, dịch nghĩa đen là cá thầy tu, nhưng không nên nhầm lẫn chúng với loài mangfish ở Bắc Bán Cầu, là loài cá thuộc một chi cá khác hoàn toàn là Lophius trong một bộ khác, Lophiformes. Đây là loài cá thường sống ở độ sâu từ 40 đến 800 mét dưới đáy biển, có chiều dài cơ thể từ 18 đến 90 cm, với hàm răng lởm chởm, nhọn hoắt và đôi mắt hung ác. Cá chiêm tinh cũng được xếp vào những loài cá xấu xí nhất thế giới. Là loài động vật ăn thịt chuyên đánh lén, khuôn mặt hếch cho phép cá chiêm tinh giấu gần như toàn bộ cơ thể dưới cát hoặc bùn, chờ con mồi bơi tới gần. Khi há miệng, cá chiêm tinh có thể biến thành hố sát thủ với khả năng nuốt trọn con mồi có kích thước tương tự chúng.
Một số loài cá chiêm tinh thậm chí còn có thể hút mồi bằng lưỡi dài. Vài loài khác có cặp cựa cực độc phía sau đầu hoặc cơ quan phóng điện nằm giữa hai mắt. Đây là vũ khí giúp chúng làm tê liệt con mồi nhỏ hoặc gây đau đớn cho những loài lớn hơn. Số 12. Cá cần câu lưng gù. Cá cần câu lưng gù có danh pháp khoa học là Melanocetus johnsoni, là một loài cá quỷ đen trong họ Melanocetidae, có nghĩa là cá voi đen trong tiếng Hy Lạp. Cá cần câu sống ở độ sâu 2.000m, có vẻ ngoài cục mịch, kỳ dị. Mình chúng tròn trịa như một quả bóng, khiến mọi người có cảm giác chúng có thể nuốt chửng một người nào đó mà không mấy khó khăn. Loài này có cái miệng rộng hoác với hàm răng sắc nhọn mọc tua tủa. Chính những đặc điểm bên ngoài này mà khiến chúng có cái tên thứ hai là quỷ đen xấu xí. Con cá cần câu có cái miệng lớn chứa đầy răng sắc nhọn và dạ dày khổng lồ giúp chúng có thể ăn gần như mọi thứ chúng gặp phải. Dạ dày của chúng có khả năng giãn nở cao và dễ dàng mở rộng, cho phép chúng tiêu thụ những bữa ăn nặng hơn cả trọng lượng của chúng. Một cá thể cá cần câu nặng 8,8 gram đã được thu hồi bằng lưới kéo và mẫu vật được phát hiện có 3 con lươn mỏ nhọn với tổng trọng lượng là 12,3 gram trong dạ dày. Vừa rồi là phần 1 nói về các loài cá kỳ dị và đáng sợ ở các đại dương hiện tại mà mình muốn gửi đến các bạn. Nếu như được các bạn ủng hộ thì mình sẽ làm phần 2 trong thời gian sớm nhất. Các bạn thấy sao về các loài này và có góp ý gì thì để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của UltraShare nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. My ass.